Chào toàn thể các anh em bẫy chim sẻ. Hôm nay em làm cái video ngắn để giới thiệu tới anh em những cái phụ kiện xào bẫy chim sẻ mà đơn vị bên em đang kinh doanh ở trên thị trường. Về cái xào chim sẻ này thì nhà em bán 3 loại các bác nhé. 3 loại, một loại là xào V đơn, một loại là cần trên cần dưới, một loại là xào V kép. Thì ba cái loại đấy thì nó chỉ vênh nhau 50.000 thôi, nhưng mà cái độ đánh hiệu quả của nó thì đấy tăng theo từng cái giá tiền. Về cái xào V đơn này, các bác có thể thấy đây là V đơn nhé. V đơn thì cần xào của nó ở trong kia, cần xào nó như thế này này. Đây là cần xào của V đơn này. Chiều dài của nó là 1m2. Đấy, những video trước em giới thiệu rồi. Đấy, chiều dài của nó là 1m2. Còn nó chỉ có một cái cần thôi, để anh em đút vào đây. Đấy, đút vào đây thì anh em đánh được chĩa ra chữ V như thế này thì gọi là V đơn này. Đánh thì đảm bảo cho anh em là đánh kinh tế là ok rồi, ổn định rồi. Chỗ nào anh em ít chim thì sử dụng cái này thì cũng hợp lý. Hoặc là anh em mua về đi đánh giải trí thì giá tiền của nó thì cũng phù hợp. Đây cái cần của nó đây. Đấy, cần V đơn này. Anh em lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây như thế này đút cần vào là ok thôi, là anh em đi sử dụng được. Thì cái cần này nhà em là 4m2 nha anh em nhé. Cái kéo ra hết cỡ là 4m2, nó có hai ống thôi. Đấy, mỗi ống chắc là 2m1. Thì anh em rút ra là được 4m2. Còn về cái hàng cần trên cần dưới thì đây. Cần trên cần dưới thì đây, nó làm liền củ cho anh em rồi. Đấy củ đây. Thì sau anh em xoáy vào đây, đút xuống đây xoáy cái ốc này vào. Xoáy vào ốc vào thì nó giữ chặt, nó cố định được. Thì cái hàng nào nó cũng có cái trụ chống xoay đây nhá anh em nhá. Cái hàng này thì rẻ tiền này, em báo giá công khai luôn. Cái hàng này là 550. Chọn bộ một cái bộ xào như thế này về anh em đi đánh chim này. Chiều dài của cái cần nhựa đây, nó là 1m2. Đấy 1m2, còn chiều cao từ cái cần trên xuống cần dưới đây thì nó là 9 phân. Để đảm bảo cho anh em là khi anh em đánh được con sẻ nhẫm vào đây thì nó sẽ bị ngã lưng vào đây. Đấy giá cả của nó thì rất là hợp lý. Đấy, phụ thuộc vào anh em đi đánh kinh tế hay đánh giải trí. Có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em thông qua hai cái số điện thoại góc màn hình video để được nhân viên bên em tư vấn. Còn về cái mẫu xào V kép, cái mẫu xào này đắt tiền. Cái mẫu xào này đắt tiền nhất thì em bỏ ra đây rất là nhiều. Cái mẫu xào này thì đảm bảo cho anh em là đi đánh những đàn chim nó sẽ chút mạnh này, bởi vì nó có hai cần anh em nhé. Hai cần này thì có là cần nó ôm lưng luôn. Đấy. Thì đây là em đã lắp rồi này. Thì đây là cái trụ chống xoay này anh em nhé. Đấy, cái trụ này thì anh em đánh dính vào cái chân cột điện ấy, thì nó sẽ chống xoay của anh em. Đấy, anh em có thể thấy là thiết kế rất là đơn giản thôi. Hoặc là anh em nào nhà gần những cái tiệm cơ khí thì anh em có thể ra đấy tự gióng cho mình một bộ. Đấy nó cũng chỉ vài trăm nghìn thôi. Còn anh em nào mà không có nhu cầu làm được thì mà muốn đi đánh thì hãy liên hệ cho em. Đây cái này thì đút vào thì anh em xoáy chặt vào thì nó khá ôm rồi. Đấy rất là chặt. Chặt như thế này là cái này là chống xoay luôn nhé. Thanh sắt này anh em nhé. Đấy, còn về cái hình thức lắp xào thì nó đơn giản thôi. Đấy. Xoáy ra cụ thể lắp cho anh em xem. Cái hàng này là rất là tiện lợi luôn. Đó, anh em có đánh chữ V hoặc là đánh chéo ra là tùy anh em. Anh em có thể đánh được các góc khác nhau. Ví dụ anh em đánh như thế này. Cái này nó lại nặng. Đấy. Anh em muốn đánh như thế này là tùy thuộc vào anh em nhé. Anh em muốn đánh quay chỉnh như thế nào là đánh. Còn anh em thì thường thường em đánh như thế này. Đấy vành cái này ra một chút. Đấy em thường thường em đánh như thế này, loa em cột ở đây. Thì bắt đầu gọi là chim nó xuống thì nó đậu bên đây được, đậu bên đây được. Thì tỷ lệ dính thì nó nhiều. Có đàn em đánh được hơn 60 con rồi nhé các bác nhé. Còn về cái cần này thì các bác có thể bôi keo này. Đấy 3 lạng keo là đủ bôi hai cái cần như thế này. 3 lạng keo thôi. Đấy 3 lạng keo cũng có thể đánh được tầm khoảng 500 con chim sẻ rồi. Với cái giá thành hiện nay thì em ở Bắc Giang 7.000 đồng một con. Thì các bác mà đi đánh kinh tế thì giá thành rất là cao. Đấy mua 3 lạng keo sẻ mất hơn 100.000 nên mà các bác đánh được tận 2 triệu mấy thì kinh tế quá là cao rồi. Mà cũng tranh thủ cái đợt sẻ đầu mùa này ra thì các bác sắm cho mình và đi đánh kinh tế thì kiếm ăn được. Đấy, một bộ như thế này, còn các bác về lắp, các bác mới chơi về lắp làm sao cho nó so le như thế này nhé. Đấy, khi các bác vận chuyển đi thì hai cái cần này nó ôm vào nhau này thì tránh cái tình trạng keo nó sẽ ôm ở bên trên hoặc là keo ôm ở cần bên dưới này. Đấy lắp như thế này là ok này. Còn cái đầu này thì em làm cho các bác làm một cái lỗ xoay như thế này để các bác buộc con mồi vào để đánh những cái đàn sẻ khôn.
Còn về phần dưới đây, thì đảm bảo cho các bác là an toàn về điện. Thì đi đánh xẻ thì các bác hay treo ở những cái trụ cột điện, thì đây làm cho các bác một cái ống nhựa này, cách điện các bác nhé. Để các bác đi gác chim sẻ mà chẳng may điện hở nó giật thì nó không gây, nó gây ra tai nạn thì rất là khổ. Thì làm cho các bác cái này thì là ok, để các bác đi đánh thì yên tâm. Đấy, cứ cầm vào đây treo lên thì không bao giờ sợ điện giật. Còn video ngắn thì em xin giới thiệu qua về cái mẫu xào chim sẻ mà đơn vị bên em đang bán. Còn bây giờ thì em chào tạm biệt các bác.